Rõ ràng là mua ba cân xoài rồi mà không hiểu sao ăn tí đã hết rồi. Hay là bán hoa quả nó cân bia cho mình cũng nên cơ. Quái thật. Được, bà sẽ ra xé xác chúng mày ra cho xem. Bọn này hay nhỉ, từ sáng giờ chưa thấy đâu nhỉ. Cái lũ sinh viên này buồn cười thật. Thế giờ này còn cửa đóng then cài thế nào. Tài thật. Lạ nhỉ. Hình như tháng này mình thăm được tiền của bọn sinh viên ít hơn tháng trước hay sao ấy mà. Rõ ràng là đếm đi đếm lại cả chục lần mà vẫn thấy thiếu mất 5.000. Kiểu này là phải tìm mọi cách để bù lại mới được. Chứ 5.000 bây giờ ấy là cũng phải được hai cốc trà đá chứ ít à. Mũi đâu mày? Mũi đâu mày? Không thấy. Mày nhìn đi đâu mà không thấy? Trên trời. Không thấy đâu. Xì tóp. Chúng mày làm cái gì mà lén lén nút ở đây hả? Chúng cháu chào cô ạ. À. Thế đi đâu về đấy? Bọn cháu mới đi chợ về. Mới sáng tác là một ca khúc muốn tặng cho cô. À, thế hả? Vâng. Được, trình bày luôn. Luôn. Hát luôn. Ladies and gentlemen, Osa and number one. Are you ready? Yes! Now. La 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 Osa. La 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 chú chó. La 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 Osa. La 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 la. Number 1, number 2, number 5. Chủ cho em number 1, number 2, number 5. Chủ cho em người bị xinh nhưng mà điêu nhưng mà ghê. Cô em thấp người nhưng thì cô vẫn còn ngon. Cô có hơi đen nhưng mà cô vẫn không hèn. Cô hay thường dạy bảo chúng em dù tặng tiền nhưng phải biết ơn. Cô xa em rất là ghê ngốc đó. Chúng mày chửi cô cái gì đấy hả? Bọn cháu chửi cô đâu. Bọn cháu khen cô ấy chứ. Khen à? Mà cô này, dạo này nhìn cô trông xinh hẳn ra ấy nhỉ. Thế cơ à? Chắc tại mùa hè cô không mặc gì đi mà. Chắc tại mùa hè cô ăn mặc thoáng mát hơn. Nhìn cô cứ như kiểu đài phun nước bốn hồ ấy nhỉ. Thế cơ à? Vâng. Ủa cô ơi, như cô trắng ra hay sao nhỉ? Ơ thế à? Trông cô như uống xe bồn lít sữa tươi và ăn cả tấn trứng gà gì chứ. Trắng thế rồi. Bạn này nó khen mình ngại thế cơ chứ. Mà hình như là cái lứa sinh viên nào trọ ở nhà mình nó cũng khen một câu giống nhau thì phải. Đúng, đúng đấy cô ạ. Chúng cháu còn viết hẳn câu khen cô rồi in ra, dán lên tường. Cái gì cơ? Ôi, ý Phong ấy, cháu dán ảnh cô lên tường. Dán lên này này. Dán á? Thế là ngắm cô đúng không? Không, mỗi lần này căng thẳng hay stress chúng cháu lại lôi cái bia đấy ra làm đích ném phi tiêu. Phi tiêu? Vâng. Chúng mày phi vào đâu? Phi vào cái mụn cứt ruồi này này. Láo quá hả? Thế chúng mày dán cái bức ảnh ấy ở đâu hả? Ở trên tường hả? À, giỏi nhờ. Chúng mày cứ liệu hồn nhá. Tường nhà cô nhá là lăn sơn bả ma tít ấy, nghe chưa? Nó mà thủng cái lỗ nào nhá thì cứ mỗi lỗ là cô sẽ tính các cậu là 500.000, nghe chưa? Đừng có tưởng mà chọc vào lỗ trên tường mà giải trí nhá. Giá là đắt đấy. Mà không có lằng nhằng nữa, đứng gọn vào đây tôi bảo. Dạ, cô bảo gì chúng cháu ạ? Cô ấy là cô có để ý là tháng này là chúng mày dùng nhiều nước hơn tháng trước đấy nhá. Mùa hè mà cô, chúng cháu dùng bao nhiêu, trả bấy nhiêu. Chẳng liên quan gì. Không liên quan gì hả? Không liên quan gì. Bây giờ tôi phân tích cho các cậu biết xem có liên quan gì không nhá. Đấy, bây giờ tôi hỏi các cậu thế này. Thế các cậu dùng nhiều nước hơn đúng không? Đúng không? Đúng không? Đấy, mà dùng nhiều nước hơn thì suy ra thế nào? Tiền hao mòn ống nước nhiều hơn đúng không? Đúng. Đấy, mà hao mòn ống nước nhiều hơn thì sao? Tôi sẽ quyết định là thu thêm mỗi cậu là 20.000 tiền hao mòn ống nước, nghe chưa? Ôi, chúng cháu chỉ dùng nước thôi mà cũng phải đóng tiền hao mòn ống nhở? Chưa có gì nữa. Bây giờ cái xóm chợ nhà tôi là xóm chợ rẻ nhất cái khu này rồi nhá. Các cậu không đóng ấy thì chuyển. Ấy, cô cứ nọng trọng người. Cô uống một trái đa độc tới thánh nhá. Có trái không mày? Tao có mỗi cái chai nước mắm rồi. Cô uống nước mắm cho đỡ khát nhá. Láo.
cô xém đến lao bớt cho chúng cháu một ít chứ cứ khoản này khoản nọ chúng cháu chết. Úi giời ơi, đây 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 đây, cái khoản này khoản nọ ấy là cô lại nhớ đến cái khoản kia đấy. À, tình hình ấy là cuối tuần này là tổ dân phố nhà mình có tổ chức cái cuộc thi là chủ trọ Got Talent ấy, mà chủ yếu là đi tìm những cái chủ trọ mà có tinh thần hào hiệp và giúp đỡ những sinh viên nghèo như cô đấy. Như cô á? Ừ. À, cho nên là mỗi hộ là phải đóng 300.000 tiền ủng hộ. 300.000? Ừ. Mà cô ấy là cô đã đóng cái phần ủng hộ của cô rồi. Cô đóng bao nhiêu? 5.000. Ừ, nhiều quá. Cho nên là 295.000 nữa ấy, là các cháu đóng cho cô nhá. Nào, đưa tiền đây, nhanh lên. Ờ, chúng cháu chỉ thuê phòng trọ thôi mà. Ừ. Đúng ạ. Chúng cháu có phải hộ khẩu thường trú ở đây đâu mà đóng ạ. À, không phải hộ khẩu thường trú ở đây thì không đóng đúng không? Thế bây giờ cô sẽ phân tích cho chúng mày xem chúng mày có phải đóng không nhá. À, thế bây giờ chúng mày có nhớ cái hôm chúng mày ngồi chơi bài trong phòng không? Hôm đấy chúng mày được 20.000, tao 10.000. Thằng này thua. Đấy, thế là đang đánh bài thì công an người ta ập vào kiểm tra tạm trú tạm vắng. Đã có thằng nào làm đâu hả? Thế hôm nay cô chẳng nhận hết chúng mày làm cháu họ còn gì nữa. Không thì nhá, cả đám hôm nay đã lên công an mà ngồi mà vỗ mũi rồi. Đấy, cho nên là đóng cho cô đây, nhanh lên. Cô ơi, bọn cháu không tham gia có được. Không tham gia là không tham gia nào hả? Gia đình nhà tôi là gia đình văn hóa từ xưa đến nay. Từ cái thời cao tầng tổ tảo, cao tầng tổ tỷ, cô ti tỷ muội đến bây giờ mà các cậu lại bảo tôi không đóng thì làm sao mà tôi dám ra đường nhìn mặt mũi ai nữa hả? Có bao giờ dám ra đường đâu, suốt ngày ở nhà gớm tình tương. Cái gia đình văn hóa gì mà vợ thì ở nhà một mình còn chồng đi yêu gái. văn hóa có mà tìm cách moi tiền sinh viên. Các cậu lẩm bẩm cái gì đấy? Ê, không ạ, ý bọn cháu bảo là gia đình nhà mình đúng là gia đình văn hóa bật nhất xóm đấy ạ. Chứ còn gì nữa? Dạ đúng ạ, văn hóa bốc mùi quá. Không có lằng nhằng nữa, nhanh lên nộp tiền cho tôi đi. Muộn rồi, để tôi còn đi nộp cho bác tổ trưởng. Dễ này, thế này thì ăn mì tôm cầm hơi cả tháng à. Có khi thì cắt luôn cái khoản nấu nướng nhỉ. Cắt luôn thì tao đỡ với điều rác. Thằng Tuấn Anh nói đến rác cô mới nhớ. Rồi vẫn muốn. Đây 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 đây, cô là cô nhớ là tháng này là tiền rác của chúng mày tăng gấp đôi nhá. Ừ, mèng ơi, đi cả ngày lấy đâu ra nhiều rác? À, lấy đâu ra nhiều rác hả? Thế tôi hỏi các cậu là mỗi bữa các cậu ăn 3 mớ rau như thế này còn không có nhiều rác à hả? Ăn mỗi có mỗi mớ rau thì mà cô bọn cháu ăn cả rễ lấy đâu ra rác? À, không có lằng nhằng nữa, con nộp tiền cho tôi không thì bảo. Cô ơi, cô cho bọn cháu khất có được không ạ? Khất hả? Vâng. Ê, có được. Cô ấy là cô là người tốt cho nên là cô có thể cho chúng mày khất thoải mái luôn. Mày sau này bà ấy dễ tính đột xuất đi nhỉ? Trời nắng. Tao nghĩ mày hỏi lại xem có chắc chắn không. Cô ơi, có khất thật không ạ? Thật chứ còn gì nữa. À nhưng mà cô thì cô nhờ chúng mày một tí. Cô ơi, 2 tí cháu không làm. Ừ. 3 tí cháu không làm. Ừ. 4 tí cháu ok. Ừ. À thế bây giờ mấy đứa vào phòng rồi thu dọn đồ đạc giúp cô nhá. Thế dọn đồ làm gì hả cô? Thì ra công viên Thống Nhất ở hết tháng này chứ còn gì nữa. Cái gì? Công viên Thống Nhất. Ừ. Nhanh lên. Công viên Thống Nhất đi nào mày? Cuối bến xe 11. Chúng mày muốn ra Thống Nhất ở lắm à? Cô ơi, ra Thống Nhất thì làm sao bọn cháu sống được ạ? À? Thế thì đưa tiền đây nhanh lên. Con này làm cái gì đó hả? Có đưa tiền không? Dạ bọn cháu đưa đây ạ. Đấy, phải nhanh hơn không nào? Ôi giời ơi, cô xin. Thôi bây giờ chúng mày làm cái gì làm đi. Cô chạy sang nhà bác tổ trưởng một tí rồi cô về nhá. Thôi chúng mày làm gì làm đi nhá, cô đi đây. Dứa lại thì than được tiền của sinh viên rồi đấy. Cho mày chết rồi, cho mày hát này. Cho mày phi yêu của tao đâu. Đi đây. Đi đây. Chiêu chưa? Gì mà mày nóng thế? Này, sao trên đời lại có cái loại người moi tiền sinh viên một cách trơ đen như thế nhỉ? Bà này mặt trơ chán bóng, mũi mạ kê rồi. Anh em mình phải gặp mưu, thu con mụ này một trận. Đúng, cho con mụ này một trận. Đúng, cho con mụ này một trận. Tao quách rồi. Mày có cách gì? Chưa nghĩ ra. Ôi,
Hai thằng mày lại tao bỏ đây. Cứ thế mà làm, nhớ chưa? Bao giờ tao vẫy tay thì bảo. Ok. À, thằng kia. Mày lại phải liên tưởng hả? Cô đã bảo mày thế nào rồi hả? Anh quá đây. Ê, cô ơi. Đây người ta là ngôi sao màn bạc người Hàn Quốc. Trông giống chua. Trông giống chua? Nghe cái như kiểu là trông giống chúa nhỉ? Ấy, ôi, tiếng Hàn người ta không có dấu. Người ta đọc thế mà. Mà này, cô non á, là sao lại giống cô đây hả? Ê, chúng mày chưa để cô đúng không? Không phải đâu cô ạ. Nào, mày cứ liệu hồn đấy nhá. Cô ngồi ghế, cô ngồi. Vào, cô. Thế, mấy thằng kia đâu rồi? À, nó đang ăn nấp. Ơi, chết rồi. Ê, cô phải. Nó đang đi ra ngoài có việc cô ạ. Mà cô này. Gì? Nhà bác tổ trưởng dân phố ở tận cuối phố. Mà cô đi chưa đầy 2 phút. Cô đúng quả là đi mây về gió đấy ạ. Ê, chị ạ, à, ngày nào mà cô chẳng tập thể dục, nhanh nhẹn là bình thường. Quá. Người nhanh nhẹn và hoạt bát như cô thế nào mà vẫn phải ở một mình chứ lệ. Ừ đấy, đúng đấy. Mày cứ động chạm vào nơi đầu cô làm cô xót xa quá đấy. Mày xem, cô lúc nào cũng dịu dàng này, nhẹ nhàng này, đàng hoàng này. Thế mà không hiểu sao chồng cô vẫn cứ bỏ cô mà đi. Cái người chồng mà đã bỏ cô đi, quả đúng là may mắn cô ạ. Ờ chết, đúng là bất hạnh cô ạ. Ừ đấy. Họ đâu thấy được cái dã tâm, không phải. Họ đâu thấy được cái tâm hồn trong sáng như tờ giấy than của cô. Cháu đảm bảo với cô á, rồi một ngày họ sẽ phải tiếc đến mức viêm ruột thừa mà phải mổ. Cô cũng mong như thế lắm. Vâng. Này, mà sao sinh viên chúng mày lại có thể suy nghĩ sâu xa được đấy như thế? Bố cháu làm nghề khoan giếng mà. Mà này, cô bảo này, lâu rồi cô cháu mình không nói chuyện với nhau. Mày nói chuyện làm cô cảm động ghê cơ. Hay là tối nay lên phòng cô sẽ nấu cơm cho mày ăn, rồi tâm sự với hết đêm với cô nhá. Ê, dạ vâng. Cô sẽ đãi mày món nàng tiên cá. À, vâng, cháu sang đây, cháu sang đây. Nhớ nhá, chưa? Vâng. Nhá. Ơ, bọn này nó làm cái gì vậy? Không, cô đang mày không cầm thôi, mày cầm cho quần giấy vệ sinh làm gì? Tao bị đại tràng. Mày cầm bộ tao cái. Mày nhìn nhanh lên. Này, tốt. Làm cái gì mà chạy ra khỏi nhà, còn cầm theo đồ này hả? Cô ơi, bọn cháu xin phép được chuyển nhà. Đang nhiên, đang nhành, tự nhiên lại chuyển nhà là thế nào? Thằng này nó bị HIV. Cái gì? Mày bị HIV à? Vâng. Cô đứng ra đây. Cô ơi, bệnh này nó lây qua đường hô hấp như kiểu sát ý. Mày đi nhanh lên, đi. Đi cô nhá. Ôi, thôi rồi. Nó động vào cô như thế là hỏng rồi. Mày á, đi làm nào bây giờ? Vừa nãy nó có hà hơi vào mặt cô không? Có, nó còn tăng ở bọt vào mặt cô cơ. Rồi. Cô đứng ra kìa. Cô bảo là thợ. Rồi. Có một cách để chữa trị cô ạ. Thảo nào đây? Thường Anh ơi. Phòng biết nhiều ra nói cho cô. Thảo nào đây Phòng ơi? Cô ơi. Phải. Thảo là sao? Nói nhanh như thế nào rồi ạ? Cô đi mà nói nhanh. Nói nhanh nữa không ạ? Lời ơi, tao sắp chết đến nơi rồi. Cháu bắt đầu nói rồi đây. Tôi anh em mày cứu cô với, nói đi, nói cho cô biết đi. Cô đứng ra kìa. Đây, đứng đây. Rồi, biện pháp trị là cô phải thoát y và nhảy múa. Ra đi ạ. Vâng, thoát y. Ừ, rồi cô thoát luôn, thoát luôn. Ê, cô ơi. Mày tránh ra tao ra, mày sao mày còn ở đây hả? Cô bị hai thằng này nó lừa rồi. Cái này hóa ra là chúng mày lừa cô đúng không hả? Cút đây cho tao, nhanh lên, cút đây cho tao, cút đây. Rồi bọn cháu sẽ cút. Nhưng trước khi đi, chúng cháu muốn nói với cô một điều. Điều gì? Cô không chỉ thiếu hiểu biết về HIV, mà cô còn thiếu hiểu biết về nhiều vấn đề khác nữa. Đối với cô, việc thu tiền nhà là đơn giản. Nhưng đối với chúng cháu, đó lại là miếng cơm manh áo, là cuộc sống của chúng cháu. Tiếp đi mày. Cô ạ, cứ mỗi đồng đóng thêm, cô ạ, là khẩu phần ăn của chúng cháu bớt đi một phần. Cô ạ, bố mẹ chúng cháu ở quê, cô ạ, phải làm quần quật gửi thêm tiền cho chúng cháu. Cô ạ, cô không có con học đại học, cô ạ, nên cô không thể hiểu được cái nỗi khổ của chúng cháu. Chấm, cô ạ. Tiếp đi mà. Đây là tháng này của chúng cháu. Chúng cháu xin gửi cô. Và chúng cháu xin phép được chuyển nhà. Đi thôi mà. Đi anh em ơi. Thôi, được rồi, từ từ, anh đi, từ từ, cô.
Thôi thì cô xin lỗi các cháu vậy. Cô cảm ơn các cháu đã giúp cô nhận ra lỗi sai lầm của mình. Cô thôi các cháu đừng chuyển đi nhá. Cô hứa đi, cô hứa từ nay sẽ cho các cháu tắm thoải mái, tắm đến mò người đi cũng được nhá. Cô hứa đi nhá. Rồi ạ, các cháu cứ phi đâu thả ra, phi vào đâu cũng được nhá. Cô hứa đi nhá. Rồi ạ, cô sẽ miễn tiền nhà 3 tháng này cho các cháu nhá. Cô hứa đi nhá. Cô hứa. Uầy, cô sẽ em number one, number two, number five. Chủ cho em number one, number two, number five. Chủ cho em number one, number two, number five. Asset24.vn. Bạn có biết chỉ một click chuột là bạn đã có sản phẩm ưng ý. Mua bán online, ô tô, xe máy, điện thoại, máy tính, thời trang nhanh nhất, thuận tiện nhất. Chỉ cần đăng sản phẩm là bạn bán hết hàng. Chỉ một click chuột là bạn đã có sản phẩm ưng ý. Đơn giản, bạn chỉ cần truy cập vào website www.az24.vn.